Rồi mẫu mẫu lên ghế ngồi hết chưa? Hạng mục mà thợ phụ á, tức là hàng những anh em mà học nghề này, có nhiều bạn có cái tư tưởng là học ba bờ, học cắt tóc không thì chỉ học cắt tóc uống nhuộm thôi chứ không quan tâm tới thợ phụ. Nhưng mà cái đó là cái thứ rất là quan trọng, thường muốn các bạn sau này phải làm chủ, phải mở tiệm thì bắt buộc cái này các bạn phải thi cho tốt. Tại vì cái kết quả thi của hồi sáng là cần thấy hơi bị chán đời nè, tại vì dường như những hạng mục như lấy tay là rất hết luôn, chỉ có ở bên bằng Dũng đậu. Những cái hạng mục kia thì nó dễ, nhưng mấy cái này thì các bạn phải tập. Mặc dù các bạn sau này các bạn khởi nghiệp, các bạn kinh doanh, các bạn mở tiệm, có thể các bạn không làm. Vẽ tay thực sự nó cũng không phải là một cái gì nó rất là tốt để anh em mình khuyến khích khách làm, nhưng mà có cái là đã làm thợ ở Việt Nam phải biết hết, để về còn test thợ, test tay nghề thợ nữa chứ. Chứ còn các bạn xác định đi học xong làm thuê mãi à nha. Nên cần nhắc các bạn là phải học hết nha. Ở WC mình bắt các bạn phải học hết ha. Sau cái hạng mục thợ phụ nó không phải là hạng mục quyết định vào cái chuyện mà đậu hay không đậu. Anh em muốn ở lại WC làm việc, anh em muốn có một cái nơi làm việc tốt, một cái tay nghề thật là tốt để sau này khởi nghiệp tốt. Học nghề giờ đã kết thúc rồi. Ngay tới này có thể trong này nhiều bạn bây giờ là đã kết thúc, sau cái buổi thi là kết thúc cái giai đoạn học nghề rồi. Và giai đoạn này bắt đầu tới giai đoạn kiếm tiền rồi. Thì các bạn phải ôn lại những cái phần này thật là kỹ nha. Những bạn mà rớt rồi thì liên hệ chị Phượng lại để cân nhắc, liên hệ với anh em quản lý để mà học lại thêm cái về phần này nha. Đặc biệt là những bạn như Kiệt nè, Huy, Duy, Chí Nghĩa nè, rồi thi phần lấy tay rớt hết nha. Còn mấy hạng mục kia thì mình dễ hơn, cả mặt này kia rồi các bạn phải cân nhắc thêm. Cả mặt cũng là quan trọng lắm. Barber mình là, các bạn biết dịch ra tiếng Việt mình là gì không? Thợ cạo, cắt tỉa râu. Người thợ cạo mà cạo bị rớt thì thôi chứ nha. Các bạn hiểu không? Cạo là phải đậu nha, cạo không được rớt nha. Thì cái phần cạo mặt Cường có thể bao qua, nhưng mà ngày hôm nay Cường muốn các bạn sau cái ngày hôm nay tác phẩm chỉnh chu phần cạo viền phải thật là kỹ cho Cường. Nếu mà phần cạo viền không tốt thì Cường khả năng Cường vẫn chấm rớt nha. Ok ha, anh em cân nhắc kỹ chưa? Thì hôm nay cái phần thi cắt tóc thì nó sẽ có một số hạng mục nè. Đầu tiên là kỹ thuật chia tóc nha. Cái thứ hai là kỹ thuật sử dụng tất cả đồ nghề luôn. Tắt đi. Kỹ thuật sử dụng tất cả đồ nghề. Và thứ ba là thao tác, thứ tư là vệ sinh, và cuối cùng là thành phẩm. Cái thành tất cả những cái hạng mục trước thì nó mỗi cái chỉ có 1.5 tới 2 điểm thôi, chỉ có thành phẩm tác phẩm là 4 điểm thôi ha. Cái đó vẫn là cái quan trọng nhất, mục tiêu cuối cùng mình vẫn hướng tới cái tác phẩm. Nên cái phần thi ngày hôm nay á, Cường lại có một cái ưu tiên hơn tất cả các kỳ thi trước một cái. Chính Cường đó là suy nghĩ đắn đo để mà Cường thay đổi cái đợt thi này. Tức là thời gian thi Cường sẽ cho nó dài hơn phần thi cũ một tí xíu. Nhưng mà cái yêu cầu của phần thi của đợt này trở về sau nó sẽ khắt khe hơn những đợt trước rất là nhiều. Cường sẽ thấm kỹ hơn, sẽ khó khăn hơn tất cả mọi thứ. Nhưng mà Cường sẽ cho các bạn thêm 10 phút nữa. Tức là thời gian thi của một mái tóc là 40 phút nha. Nhưng mà 40 phút ở đây là Cường cần một tác phẩm chỉnh chu, chứ không phải một tác phẩm cắt bình thường. Còn hiểu không? Bình thường là tác phẩm 30 phút thôi, còn tác phẩm này là phải chỉnh chu hơn mức bình thường nha. Anh em đồng ý chưa? Và các bạn sẵn sàng chưa? Rồi ok ha. Bây giờ là 8:40. Hả? Cái gì? Hả? Chị Phượng cũng có đó, đã báo trước với các bạn mẫu rồi là hôm nay mình sẽ thi kiểu tóc thu vlog. Tại vì có một cái điều mà rất là gặp rất là nhiều là các bạn cắt những cái kiểu side part ở đây rất là toàn đậu, nhưng mà những kiểu super lock, những kiểu layer thì toàn rớt. Các yêu cầu khách nó không được tốt. Thì hôm nay Cường bắt buộc các bạn đã chuẩn bị mẫu hết rồi đúng không? Thì phần thi 40 phút dư bao gồm cả sấy tạo kiểu xả tóc luôn nha. Nhớ nha. 40 phút. Bắt đầu. You will never see me coming. You don't die if you try. You
chess determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. Cắt lượt khá là nhiều. Nó là một tín hiệu khá là vui anh em về cái việc mà một ba bờ nhưng mà xử lý lượt khá là tốt ha. Anh em cố gắng tiếp nha. Này ơi, nãy giờ là còn thấy anh em đa phần toàn cắt lượt hết. Tại vì mình phải là người phải biết cắt hết tất cả, cắt kéo, cắt lượt, cắt cử gì cũng phải xài được hết. Rồi mọi người đếm nha. 10 9 8 đến rồi. 7 6 rồi các bạn, phủi phủi sạch không cắt nữa, phủi rồi, vệ sinh rồi. Rồi ok, cái phần thi của bạn xong, bây giờ cần sẽ chấm và góp ý cho các bạn nè.
Đầu tiên là bạn Võ Minh Chí nè. Cái thao tác của các bạn á, cái đứng nó khá là xấu nha. Đứng nó khá là xấu. Cái phần vệ sinh thì tương đối, tức là vệ sinh này mà hôm nay mình đang chấm về vệ sinh ở đây, vệ sinh cái khách hàng. Nhưng mà cả vệ sinh, cả cái quầy và cả vệ sinh của mình nữa. Cái mặt em tóc tai dính từ lơ luôn. Ha. Anh cắt máy lạnh chứ nếu mà cắt máy quạt thì sao anh, các bạn trật tự giùm cường xíu nhé. Cái vấn đề vệ sinh thì anh chứ nhá, hôm nay tại vì anh đang chấm ở đây là chấm khách hàng thôi. Chứ nếu mà chấm cả em nữa thì chắc là em vệ sinh hơi thấp. Tại vì cái gương mặt em tóc tai, giờ em nhìn vô gương thử gương mặt em là có tóc quá trời luôn nha. À, cái dáng đứng xấu. Với lại là cái phần ngọn tóc của cái phần mái á, em cắt nó hơi bị dày. Tức là em nhìn nè, anh cho em coi. Không lấy cộng này. Nè, anh chỉ góp ý thôi. Cái này thì không tới nỗi phải sửa nhưng mà anh cho em coi nè. Cái ngọn tóc nó hơi bị dày. Em thấy nó bị dày không? Nó không có được sự tự nhiên của cái mái tóc nè. Cho anh mượn cái áo choàng một tí xíu. Khúc này lưa khúc đầu video nha. Khúc này vô đầu video. Nè, em đứng qua đây, đứng qua đây nè. Nè, cái ngọn tóc này em nhìn nè. Đầu tiên là góc độ nè, thì cắt đúng. Nhưng em nhìn ngọn tóc nó rất là đơ. Em thấy rõ không? Nguyên chùm dày xịt luôn. Tỉa bằng kéo tỉa hoặc là tỉa bằng kéo cắt lại cũng được. Nhưng mà em phải tỉa vỏng bớt cho nó dày quá. Chứ cái máy cái hàng họ phải tự nhiên lên chứ em đút xuống mà nó đơ sờ như thế đâu được. Để bị trừ điểm về cái việc tỉa máy thì anh thấy cái này nó không có xứng đáng. Tức là mình tỉa sai có thể là vì góc cạnh, vì góc độ thì cái mình cắt sai thì mình sửa được. Chứ tại vì dày mà mình bị trừ điểm thì anh thấy hơi bị oan á. Khi mà nhắc sai ấy, có nhiều cái sai nhỏ thì Cường sẽ không sửa. Nhưng mà sai lớn Cường xin phép Cường phải sửa lại. Để cho các bạn biết mình sai cái chỗ nào chứ. Nói nhiều khi các bạn không hiểu được nha. Nhìn là cho nó mỏng bớt, nhìn cái máy mình nó nhẹ nhàng lại. Phần thi cắt thì tốt, không có sai góc độ nha. Cắt không bị sai. Nhưng mà cái phần máy em để dày quá. Này cũng còn hơi dày nè, tỉa mỏng bớt phần trên xíu thì đẹp hơn. Gái được. Ok. Nè, cái phần gáy còn dư nè. Mấy sợi nữa thấy không? Không đáng kể nhưng mà cẩn thận hơn thì vẫn tốt hơn nhé. Ok. Vệ sinh lại cho tóc cho khách, phủi sạch, xử lý lại cái gáy giúp anh nhé. Mẫu này là của bạn hả? Bạn của Dũng ha. Dũng à. Ở trong đó Cường muốn nhắc Dũng nè. Các bạn trật tự giúp gần xíu nhé. Bạn trật tự giúp gần xíu. Nghiên trật tự luôn. Đầu tiên á là cái phần nói chung là tương đối, hôm nay là Dũng hoàn thành phần thi khá là tốt. Nhưng có một cái phần là phần xóa ngôi. Tức là từ một cái kiểu tóc mà nó có ngôi, tức là tóc sidebob hoặc là tóc undercut gì đó nó có ngôi. Và giờ mình cắt lại kiểu tóc super lock, tức là nó không ngôi, thì mình phải xóa ngôi. Em xóa nói chung là cũng tương đối nhưng nó vẫn còn. Cái nhìn trên này anh nhìn nó vẫn còn nè, xóa được phần ở dưới. Nhìn vô gương thì không thấy nhưng mà nhìn xéo này là vẫn còn thấy nè. Cái này á, anh chị cho em xịt nước vào rồi em sấy xuống là nó hết. Xịt xuống dưới chân tóc nha, chứ không phải xịt ướt cái ngọn tóc, nó không hết đâu. Xịt vào cái chân tóc rồi mình sấy, cái này thì sấy vẫn được.
70-80% rồi nhưng vẫn còn là một ít mình xóa hơn nữa thì cái tác phẩm của mình nó tốt hơn. Ngày hôm nay em chọn một cái mẫu tóc nó khá là khó cắt, cực kỳ khó cắt luôn. Tóc nó hơi bị cứng và khô nhưng em xử lý như thế này là rất là tốt. Và ngày hôm nay có thể em là chắc là người mà xử lý cái tóc tốt nhất của ngày hôm nay luôn. Ha. Rồi ok em. Cho bạn cái Dũng người ta vỗ tay coi nè. Đây là của Hoàng Duy ha. Hoàng Duy hôm nay thì cắt layer. Nè, em thấy sao về tác phẩm của em ngày hôm nay, em cảm giác sao? Không đẹp, không đẹp chỗ nào? Không đẹp thì em thấy tác phẩm của em nó không đẹp. Ok, thì anh sẽ góp ý cho em những cái phần mà cá nhân anh vẫn thấy là chưa đẹp nha. Nó tổng thể thì nhìn vẫn ok, người không phải là chuyên ngành thì nhìn không sao. Nhưng mà hôm nay là buổi thi của một cái buổi tốt nghiệp thì anh cần em phải chỉnh chu hơn. Cái đầu tiên là cái phần gáy em tỉa nó không được tự nhiên. Em thấy không? Cái phần gáy em tỉa nó không có tự nhiên, nó còn rất là dày. Em ăn gian bằng cái cách là em tỉa với em xịt ngôi thôi, xịt gôm thôi cho nó phồng lên thôi. Cái này là em ăn gian thôi, chứ còn cắt về cái xử lý nguyên tắc của mình, nếu mình cắt đẹp là mình tập kiểu ít thôi nó cũng đẹp. Còn cái này em thấy cái phần gáy của em đang cố gắng lấp liếm rất là nhiều. Anh cần bắt lên vài chùm thôi, anh đã thấy là ngọn nó không có sự tự nhiên. Em cần đưa kéo để vuốt tỉa ra, tỉa vuốt cái ngọn ra cho nó mềm mại cái ngọn lại, chứ cái ngọn như thế này là anh thấy không có được. Nhớ nha. Cái kế tiếp nữa em đứng em nhìn đây, không một bạn mới học nghề thôi bạn cũng có thể thấy là em cắt nó không đều, thấy không? Trong này không đều có hai lý do, anh sẽ giải thích cho em có hai lý do em không đều. Một là em cắt lúc đầu nó đều, cái cắt là em đều nhưng em tạo kiểu không đều, tức là em xếp bên nó phồng hơn bên nó ít phồng, thì cái bên ít phồng nó sẽ dài hơn và bên phồng nhiều nó sẽ ngắn hơn và nó sẽ xảy ra tình trạng là không đều. Nhưng mà của em là không đều thiệt chứ không phải là sấy xét gì đây hết á, nó vẫn có tính trên lệch, nhưng mà đây không thể nào cái chuyện sấy với không sấy mà nó lệch cả khúc như thế này được. Cho anh mừng áo tràng. Em tạo một kiểu nó phá cách hôm nay cũng khá là, anh cũng khá là thích. Nó không bắt buộc các bạn phải cắt vào một cái khuôn khổ, một cái nề nếp nào cả, các bạn tạo kiểu. Nghề tóc mình là nghề tự do sáng tạo mà. Nhưng em nhìn cái hàng chân, em đứng ở sau nhìn vô gương giùm anh coi. Anh thấy cái má có phải là bên dài bên ngắn không? Em nhìn cái chân mày nó bên nó tầm hụt lên, chân mày bên nó phủ luôn cái chân mày mà sao thấy được. Nè, em nhìn là cái tóc em cắt nó đơ ghê không? Nó không có độ mềm hiểu không? Tỉa bớt cho nó mềm mại lại chứ, 40 phút luôn mà. Chứ là làm thợ mình đâu cắt 4 tới 40 phút chứ vậy, đúng không? Còn không thể nào nói, ừ hôm nay nhanh, thời gian nhanh quá em cắt không kịp. 40 phút mà không kịp thì làm sao làm thợ được, đúng không? Muốn mình làm thợ hay muốn mình là học viên? Đúng rồi. Nên nó mới cần. Cái ở sau này em vuốt quá rồi, rất khó để xử lý lại nè. Tàu kiểu á, em tàu kiểu bên này phòng từ lơ luôn, bên này nó không phòng nè. Em nhìn bên nó phòng, bên nó sẹp nè. Thấy không? Sẹp mà nó còn ngắn nữa, chứ phòng nó còn ngắn hơn á. Nha. Xử lý lại cái này, xấy lại cái này giúp anh. Xấy lại liền, tàu kiểu lại liền. Ha, ok nha. Rồi. Cái phần gáy. Gáy hơi dày nha. Em tỉa nha, anh nói mà em... Có một cái căn bản nhất tỉa mà cần muốn nhắc cho bạn và tất cả những bạn học viên hôm nay ở đây luôn á, là khi mình nâng góc độ nào mình cắt thì mình phải tỉa bằng góc độ đó, tức là nâng 75 độ cắt thì phải tỉa 75 độ. Chứ em nâng 75 độ nhưng em phải chảy xuống 0 độ em cắt, em tỉa 0 độ là sao? 0 độ là mình thả xuống dưới này luôn, mình tỉa như thế này là sao nha. Ví dụ mình nâng lên 90 độ mình cắt thì mình tỉa mình cũng phải nâng 90 độ. Rồi ok. Rồi các bạn ơi, hôm nay có một điều mà anh muốn nhắc Kiệt nhà cái là Kiệt qua đây anh sai là anh sẽ chỉ. Em nhìn nè, anh nhìn cái này xuống nè, nhìn trên cao xuống nè, em nghiêng cái này xuống, em nhìn trên cao xuống nha, em nhìn nè, em nhìn chỗ này nè, anh thấy tóc bị dư ra không? Thấy không? Đó, cái thứ hai nè, em nhìn chỗ này nè, nhìn sơ không cần nhìn kỹ, anh thấy nó bị một chùm trắng đấy không? Về tổng thể nó vẫn đậm hơn ở trên này, em thấy không? Trên này đúng là nó phải đậm hơn dưới này chứ, nhìn thấy đậm không? Đó là hai cái lỗi của ngày hôm nay, còn cái phần máy em cắt đúng, tàu kiểu đúng luôn, không có sai gì hết nha. Nhưng mà cái này chỉ là lỗi nhỏ thôi, nhưng mình khắc phục được thì tốt hơn. Cái thứ ba nữa là cái đường ngô, cái đường vanh viền em vanh nó không có tròn,
Thấy không? Vênh cho nó tròn lại chứ. Cái nhìn vênh nó không được tròn nha. Dưới này còn dư nè, em nhìn nè. Em có chùm dưới không? Đi cái này em đi lên nó không đứt đâu, em phải đi cái tông đơn ngược lại vậy nè. Nó mới đứt lận. Gáy cắt đẹp đó. Ok. Không bị sửa là vui rồi vậy đó. Để nhắc cái góp ý của ông Kiệt nè. Các bạn từ từ giùm coi. Ok, cái anh nhắc là đầu tiên là về cái thao tác nè. Hoặc là cái tướng đứng thì được. Nhưng con mắt nó rất là trợn. Cái này mình phải tập lại chứ không phải nó ở cái thói quen em như thế rồi này kia không được. Mình cắt tóc cho khách một cái mặt mình rất là hầm 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 trợn. Anh phải ghi chú trong này, đó mắt rất là trợn. Anh em cắt tóc không ai, mình phục vụ khách là cái ngành mình ngành dịch vụ mà, kể cái mặt mình có trợn phải tươi lên. Cái mặt trợn táo nhìn nó dữ lắm. Em có thấy nó trợn không? Ờ. À. Rồi ok. Anh nói ghi rồi, còn cái phần mà bát nó còn dư với phần gáy còn dư thì anh vừa mới nhắc xong nha. Ok. Tiếp tục là bạn Nguyễn Huỳnh Khánh Huy đúng không? Huy thì chia ngôi được, kỹ thuật cũng tương đối luôn, thao tác cũng được, vệ sinh cũng tốt. Nhưng mà về phần tác phẩm á, thì có một số cái anh cần góp ý. Cái đầu tiên á là cái tráng em chọn á, là một cái kiểu tóc mà người ta đã chẻ ngôi sai bát rất là lâu rồi. Và nó có thêm một cái phần là xoáy, nó tóc nó mọc hơi ngược như thế này nữa, nó rất là khó. Rất là khó để cho em cắt cái kiểu tóc này cho nó đẹp. Đúng không? Nên khi mà cắt cái những cái kiểu tóc này đầu tiên á, tại vì ngày này á, anh những người mà người họ không hiểu, họ sẽ nói ở cái thằng này cắt bị xấu, cắt bị lỗi này kia. Thật sự em cắt không lỗi, nhưng mà cái tóc tự nhiên nó lỗi. Cách để xử lý nè, em phải xịt nước để em sấy thật kỹ cái phần này để nó nằm xuống. Tức là nó sẽ không hết được, nhưng mà sẽ mờ bớt khoảng 80%. Còn mà nếu em để như thế này là cái khuyết điểm nó sẽ lòi ra, và cái phần tạo kiểu của mình nó sẽ không đẹp ha. Và khi mình cắt á, cắt những cái kiểu tóc này là em phải cắt ướt xong phải cắt khô nữa. Tức là phải sấy khô rồi phải chụp gia chỉnh lại nữa. Chứ khi mà em cắt ướt nó chuẩn, nhưng mà khi là khô là nó bị giật. Nè, có một cái căn bản nhất luôn là phần hai bên này nè, không bao giờ được dài hơn phần mái. Nha, cái phần hai bên này nè, không bao giờ được dài xuống như này rồi mái nó ngắn lại. Hai bên phải ngắn hơn, nhưng mà em thì hai bên nó đang dài hơn phần mái nè. Thấy không? Trên mượn cái kéo một xíu. Áo choàng em. Nè, việc đầu tiên các bạn nhà, những các bạn học viên mà đang chưa thi cũng nhìn vào cái này luôn nè. Làm nghề mình sẽ gặp nè, tức là cái xoáy trước trán họ có một cái xoáy, mà giờ mình muốn đổi họ thành layer, tức là trước giờ cắt sai bát không à. Mình phải xóa cái đường ngôi này đi. Không bao giờ xóa hết được đâu. Không bao giờ xóa hết được, nhưng mà mình sẽ mờ gần hết. Các bạn thấy không? Tức là mình chảy nãy giờ thôi, anh em mình đã thấy nó xuông xuống từ từ chưa? Lúc mới xuống kể cả mình xịt nước nó vẫn không xuống nha. Nhưng mà mình chảy từ từ. Phải ướt cái chân tóc nó mới xuống. Còn cái tóc mà nó bị cái trán bò liếm như thế, người miền Tây hoặc là bò liếm, tức là cái trán nó xoáy nó mọc ngược lên á. À, nó cứ vảnh. Nhưng mà mình xịt ướt vô phần chân mình chảy nó sẽ tương đối. À, đầu tiên mình định hình cái khung là trước cái đó nè. Chắc ướt chỉ là một cái nền tảng căn bản ngay lúc đầu thôi. Tại vì sao mà các bạn thi mà hư là Cường hay sửa được tiếp. Các bạn sẽ thấy nhiều cái phần thi là nhiều một số nơi là họ chỉ nhắc cho các bạn thôi chứ họ không sửa. Tại vì Cường muốn cho các bạn là khi mà Cường sửa, Cường nhắc cho các bạn là mình phải có chuyên môn để sửa các bạn kia mình mới nhắc. Nha.
Rồi, em nhìn lại cái phần máy nè. Có phải là nó đã đổ về một hướng tương đối chưa? Tương đối hết rồi nè. Nha. Thì lúc đó mình mới bắt đầu là cắt chỉnh rồi lại. Nó phải về một hướng đó chứ. Cái tóc mà nó nằm bó xuôi vậy mà em để cho em cắt luôn làm sao được. Cái trác hồi nãy em thấy xấy lên rồi cái máy gì nó kỳ không? Nè, khi mà ướt chảy xuống lại á, xấy xuống lại thì em sẽ thấy nè. Bên này nó đang dài hơn bên này, hồi nãy em thấy bằng đúng không? Yeah. Nhưng mà giờ em thấy nó có bằng không? Yeah. Không bằng đúng không? Yeah. Bây giờ mình chỉnh lại cho bằng. Ok à. Dư rất là nhiều nè, sai nè. À. Cái này là hình gì mới đúng anh em? Đúng rồi, hình vòng cung. Cái này hình vòng gì đây? Đó là lý do tại vì sao nó bị dư đó. Anh thấy không? Nè, giờ mình có chải hướng nào đi nữa nó cũng không thể nào dư được. Không, mình cứ chải ngược lui luôn á, nó vẫn không dư. Chứ còn mà cắt mà cái đó là dư chắc ăn dư rồi. Hôm nay chị Phượng bắt các bạn phải thi layer là cần nghĩ là rất là hợp lý luôn á. Tại cái này là cái mà nhiều anh em rớt nhất luôn á. Rồi em nhìn vô gương lại thử coi em. Có phải em á, nhìn vô gương lại thử coi. Ok hơn chưa? Cái trán hết bị chỗ này chưa? Đỡ hơn nhiều rồi đúng không? Anh thấy xóa ngôi chưa? Thật sự cái này là xóa gần hết. Tại vì cái trán là trán bò liếm, còn những cái trán mà giống như cái bạn bên này là xóa hết 100% luôn á. Ha. Anh thấy rõ không anh? Ok ha. Giờ kiểm tra lại tầng nè, đúng nè. Đúng luôn nè, ở trên thì đúng rồi, chỉ có sai cái phần hai bên thôi. Phần chỉnh khung lại á. Cái thứ hai nữa là bạn nên tỉa bớt cái ngọn cho nó mỏng bớt đi. Tỉa bớt cái ngọn cho nó mỏng đi. Rồi ok ha. Cái này anh không tạo kiểu gì lại nữa nha. Ok ha. Chỉnh lại cho em phong tóc lại nha. Rồi ok chưa, mình thấy cái phần sai của mình, em sai hai thứ. Một là chỉnh khung. Chỉnh khung nha. Cắt thôi nhưng mà chưa kịp chỉnh khung thì sắp hết giờ rồi. Nên em cần ở đây thi á, là mình cần cái đòi hỏi nó cao hơn trách nhiệm của em làm việc của một cái người cắt tóc bình thường. Các bạn được tự dùng cơm á. Các bạn được tự dùng cơm á. Cắt tóc bình thường á, em cần cắt nhanh, gọn, không dư, không khuyết điểm là được. Nhưng mà thi thì cần các bạn phải chỉnh chu cái tác phẩm của mình hơn nhiều nha. Nếu cắt không có tóc bình thường thì tương đối, nhưng mà thi thì không được. Sai của em lớn nhất là cái tạo kiểu. Em không tạo kiểu nó còn đẹp hơn á, em tạo kiểu xong nó mới xấu á. Nha. Rồi. Nó cho mượn cái tờ giấy coi nhận xét. Ngày hôm nay là các bạn cắt lượt khá là nhiều nha. Cắt lượt khá là nhiều. Đó là một cái tín hiệu mà tốt. Để cho nhiều người họ nói là bao giờ anh em mình là chỉ biết cắt cử thôi chứ không biết cắt lượt. Lộn, không biết cắt lượt. Thì anh em mình cắt lượt cử gì cũng được. Đúng không? Cái mà đầu tiên về cái mái tóc này cần muốn nhận xét đầu tiên là phần hai bên bị cắt nó hơi bị thiếu, bị gọi là sao ta, ngắn tí. Nếu mà mình chừa hai bên đầy đầy hơn xíu thì được, tại vì gương mặt này là gương mặt gì, ai mới kêu góc cạnh nè, gương mặt này là góc cạnh hả? Quản lý qua đây, quản lý mặc quần quần xanh qua đây. Ai giỡn thôi. Tôm ơi, Tôm đâu? Tôm qua đây anh hỏi cái này cái. Đây.
À, quản lý nói gương mặt này là gương mặt gì? Bạn ấy nói góc cạnh là sai rồi đó. Gương mặt này coi gương mặt kia. Em nghĩ là gương mặt dài. Đúng rồi. Gương mặt rất là dài, nhìn vô là biết liền á. Nó gọi là gương mặt dài. Mà góc cạnh là xương gò má nó phải nhô lên kia, má nó phải hóp lại với gò góc cạnh. Thế cái này góc đâu? Đúng không? Anh em có thấy cái góc nào đây không? Góc cạnh là xương gò má nó phải nhô lên, cái má nó hóp như vậy nè, nó đưa cạnh mặt ra. Các cái này các bạn được tự dùng cơ quá. À, hôm nay cái tác phẩm của em á, anh thấy khá là tốt. Nhưng mà cái phần tạo kiểu thì chưa đạt. Tức là hôm qua anh có dạy phần tạo kiểu nhá. Hôm qua anh mới dạy luôn. Đúng không? Anh có dạy phần tạo kiểu. Thì em nghĩ cái phần tạo kiểu này với phần tạo kiểu không? Có giống như phần tạo kiểu hôm qua anh dạy không? Cái máy á, mình phải đánh nó phải gợn lên. Chứ cái này mà mình để xuống mà mình còn để nó thẳng đuốc vậy nó ngố lắm. Anh thấy cái sóng mình nó gợn sóng thì nhìn nó dễ coi hơn không? Không, nó thẳng quá thì nhìn nó ngố. À, bạn ấy á, qua đây, qua đây. Anh em, những bạn mà xem video này với tất cả những anh em ở đây thì chắc là rất có thể là nếu mà xem những đợt thi trước là sẽ nhớ tới bạn này. Bạn này là kỷ lục của WG. Là thi rớt hai lần rồi, lần thứ ba. Và cái lần mà lần trước là lần mới đây á, là mình nhớ là mình nói rất là nhiều về bạn này luôn. Đúng không? Có thể bạn xem sắp khóc luôn á. Nhưng mà nhờ vậy cái ngày hôm nay bạn mới thi tốt. Thật sự là cái chuyện mà các bạn bị nhắc là cái việc cái đó các bạn phải bình thường. Mình đừng có khó chịu về cái việc mình bị nhắc hết. Tại vì các bạn đã quyết định học cường rồi thì sai cường phải nhắc. Còn mà nếu mà sai cường nó ok được rồi đó, đậu rồi đó. Thì vài bữa anh em sẽ không có cơ hội để sửa lại luôn. Ngày hôm nay anh thấy em về cắt lược thì tốt. Không có gì phải lăng tăng hay sửa gì về cắt lược nữa hết. Kể cả phần cắt kéo cũng tốt, chỉ có cái phần tạo kiểu nó không đúng thôi. Nên anh mong sau ngày hôm nay em sẽ cố gắng hơn nữa. Thời gian gần đây chính bản thân anh đã thấy em cố gắng rồi. Anh đi dạy ngày nào anh cũng gặp mặt em là anh biết rồi đó. Ok ha. Thì cố gắng phát huy hơn trong thời gian tới nhé. Ngày hôm nay em đậu rồi. Ok ha. Rồi ok. Rồi ok. Rồi anh em lại lùi lê lại để chuẩn bị tiếp tục mời nhau một cuối cùng. Rồi các bạn lùi phía sau phía trước lại để cần mừng cái không gian giữa. Rồi bây giờ sẽ tới chị Phượng nha. Sẽ tới màn bốc thăm trúng thưởng. À, bốc thăm trúng thưởng nha. Trong này nó sẽ có những hạng mục hóa chất thôi. Và anh em mình bốc trúng hạng mục nào thì sẽ thi hạng mục đó. Này nào. Mốt hả? Ok, này mốt rồi. Thi ở đây luôn. Thì thi ở chi nhánh của mình đang học đúng không? Giao cho quản lý luôn đi cho phải. Không giờ tôi gom hai cái thôi để trong dịp quay phim. Ờ, gom hai cái thôi. Tôm ơi, qua đây, qua đây, xin lỗi. Rồi các bạn, những bạn mà thi trong ngày hôm nay tập trung lại phía trước này giúp cường, đứng ở gần đây luôn. Ngày mốt á. Sẽ là cần có một cái lời chúc cho anh em thi tốt thôi. Trong phần thi hóa chất á thì cường không biết, chạy chưa thi mà. Thì thi thợ phụ thì rất như rạ luôn ha. Nhưng mà cái phần thi cắt, phần thi chính, phần thi quan trọng nhất á thì gần như cường thông báo luôn. Thường mọi lần thì cường sẽ thông báo, nhưng mà cường sẽ thông báo đợt này luôn là anh em đậu hết nha. Và vào phần thi cắt, nhưng các bạn cũng đừng vui tại vì đậu phần thi cắt vẫn có thể rớt phần thi hóa chất là bình thường, nó vẫn rớt à ha. Nhưng mà nói chung là cái phần khó nhất là đã qua rồi đó. Tại vì quan trọng hôm nay nhất anh em mình là học cắt tóc mà. Người ta có kêu là anh em đi học nhuộm tóc không? Đi học cắt tóc đúng không? Thì hôm nay mình đã cắt tóc xong rồi. Thì bây giờ sẽ tới phần hóa chất. Và chị Phượng á với anh Tôm á sẽ đảm nhận nhiệm vụ là chấm thi cho phần thi hóa chất của ngày mốt. Tức là ngày mốt anh em mình sẽ bắt đầu thi ha. Thì địa điểm là tại chi nhánh 5, 204 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú và chi nhánh 4, 17A trên Đình Hội, phường 6, quận 8 nha. Và bây giờ anh em mình bốc thăm. Chị Phượng sẽ là người làm thăm và gửi cho anh em. Ai bốc trước? Bốc là đọc lớn lên luôn để cho anh em sau này biết nha. Chứ không có bọc là vài bữa đi làm khác anh em không biết. To lên. Sáng khói à? Rồi ok, nhuộm sáng khói nha. Sáng khói được không? Xanh khói. Xanh khói, sao khói nó dễ hơn xanh khói nha. Vỗ tay cho sự ăn gian của bạn ấy nào. Rồi ok. Rồi tiếp tục đi. Rồi đưa cho bạn ấy luôn. Em bắt
Giữ cái đó lại nha. Giữ luôn nha. Đọc lớn lên nha. Nhuộm nâu caramel. Ồ, nhuộm. Im lặng em ơi. Bạn này là các bạn nghĩ là dễ rồi, nhuộm nâu caramel, nhưng mà cộng cả uống rem lóc nữa, hai lần một vào một lần. Đợt này tuy càng ngày sẽ càng khó hơn mà. Rồi, vỗ tay với bạn ấy coi. Sắp rớt rồi, không sao đâu. Xám silver. Ok, xám silver, xám bạc á. Xám trắng á. Uống Gulli Hand. Hả? Uống Gulli Hand. Ok, ok. Xanh rêu. Dùng xanh rêu. Hai cái là sao đó phải không? À, một cái. Ok. Nó chết kìa. To lên. Nhuộm nâu tay, uống layer. Ok, uống layer, nhuộm nâu tay ha. Rồi ok, anh em là vỗ tay cái lần cuối để cổ vũ cho các bạn ngày mốt thi tốt nha. Cái này không? Vỗ tay nhanh lên. Rồi chúc anh em thi tốt nha. Phần thi ngày hôm nay anh em hoàn thành tốt. Hy vọng anh em sẽ thi tốt hơn nữa nha. Đợt sau là thi là càng khó hơn đợt này nữa. Ok nha. Rồi ok, buổi thi ngày hôm nay xin phép được kết thúc.